Nhà nước định là phá con cá này. Dạ. Đang cho cái đợ mở cái đường xe chạy lên đó ha. Dạ. Nhưng mà sao mà đùng qua đổ lại cuối cùng không ai dám làm. Dạ. Rồi bắt đầu mới mở bên đây. Cái hòn đá này là nó từ ở trên trên kia đó các bạn. Là nó lăn xuống nhưng mà nó tới cái vị trí này nè. Là nó dừng lại là nó nằm ở đây. Xin chào quý cô chú anh chị và các bạn. Thì hôm nay Quang Phạm mình cũng có lên trên núi Ba Thê. Thì đi ngang một cái con đường là hiện để lên trên sân tiên và hang ông hổ. Thì mình cũng vô tình đi ngang một cái hòn đá. Thì nghe một cái vị sư trên cái hang của cô Chư Thiện á, là có chia sẻ cho mình á, là cái hang cái mà hòn cái núi cái hòn đá này nè là nó từ ở trên trên kia đó các bạn, là nó lăn xuống nhưng mà nó lăn xuống thì tới đây thôi, lăn xuống là chỉ có tới cái vị trí này nè, thì nó dừng lại đây là ngay chân cái con đường là của nhà nước mình á, là mở để lên trên kia đó để làm khu du lịch đó các bạn. Thì tới đây thì ngưng thôi, là không có lăn được nữa. Thì cái hòn đá này nè thì ít nhất là cũng khoảng 300 tấn nha quý vị. Nhưng này nãy mấy con trên đường chạy lên đây á, thì có gặp một cái hòn đá rất là to và chắn ngay cái giữa lộ dưới đó. Thì cái hòn đá đó là ở trên đây lăn xuống hay là như thế nào mà? Ở trên cái mé ở trên này mình đi xuống là phía bên tay trái. Dạ. Ở trên cái mé đó thôi, lăn xuống nó không có xa. Dạ. Thì không biết sao mà nó lăn xuống tới chỗ đó thì nó lúng xuống. Dạ. Thì cái lúc mà lăn đó thì lộ khoảng lúc 3-4 giờ sáng. Lúc đó là trời mưa lắc gắt. Dạ. Thì sáng có người chạy lên là nói với thầy biết là có cục đá nó lăn ra được. Vậy là mới ra hả thầy? Cũng gần 2 năm hả gì vậy? À, 2 năm cũng lâu rồi. Tại lúc trước con có đi lên đây rồi, con thấy cái hòn đá đó, con quay một clip cho bà con có bắt xem. Con nói không biết cái hòn đá này từ đâu, nhưng mà tại sao mà lại thấy chắn ngay giữa lộ, mà con nhìn giáo giác xung quanh đó thì con thấy không có cái đường mòn để hòn đá lăn xuống. Cỏ hay cây gì nó lên rất là mau, con không biết được cái vụ đó. Thầy cũng suy nghĩ tại sao lăn tới đó cái nó lúng xuống. À, con cũng không hiểu. Thầy lẽ nó lăn xuống luôn phải không thầy? Thầy cũng bất ngờ. Thầy nghĩ là nếu nó lăn xuống thì không biết làm sao. Dạ. Không biết chuyện gì xảy ra. Mà cái điều kỳ bí đó là cái này cái dốc nó còn xa hơn cái này nữa. Cái dốc ở ngay chân đó là nó khoảng 40 độ hết này. Mà để tự nhiên lúng ngay vị trí đó đứng xuống à. Thì cái lúc ban đầu á thì thầy cũng có nghe bên chính quyền người ta cũng nhờ dân đục lấy ra đó. Dạ. Sau một thời gian thì thầy thấy sao bỏ qua. Đục không được cái này. Không biết sao. Thì dạ. Bỏ qua thì thầy gần đây thầy cũng có nghe nói là tính nhờ thợ đục nữa. Dạ. Nhưng mà sao cũng cho qua. Vậy là hòn đá của các vị chư thần à. Thầy cũng không hiểu làm sao. Chắc đục không được à. Con thấy có một cái bàn thờ ở dưới. Và có một cái câu chữ là xin đừng chạm vào. Xin đừng phá tôi. Xin đừng phá tôi. Là cái câu đó là do chính quyền ghi hay là ai ghi vậy thầy? Chắc do người dân nào ghi. Dạ. Người dân nào ghi chứ không phải chính quyền ghi. Thì theo như thầy suy nghĩ như vậy đó, thì nhà nước muốn phá ra để làm cái đường lộ cho nó láng cho người ta chạy, nhưng mà lại phá không được, người ta mới lắng cái đường sang một bên. Thì như cái hòn đá đó chắc cũng là một cái điều gì kỳ bí, như các vị chân sơn thần đã không cho đụng chạm hôm nay. Cái đó thầy không dám nói, không có quyết. Dạ. Không có quyết, thầy chỉ suy nghĩ không hiểu sao thôi. Dạ. Thầy chỉ không hiểu sao mà chính quyền người ta cũng nhờ người làm, nhờ người đục ra mà tại sao đục lại bỏ qua vậy đó. Dạ. Sao lại cho quay đó rồi, thầy con hiểu ý của thầy rồi. Con cũng giống như thầy nhưng mà mình không dám quyết đoán, mình nói thôi. Mình không dám đoán được. Dạ, nói chung là điều kỳ bí đi, mình không biết đi. Ngộ thiệt chứ, lăn đáng lẽ là nó lăn xuống luôn. Tới đó nó phải sừng lúng xuống ở đó, nó sừng đứng lại. Thầy cũng có suy nghĩ tại sao mà nó lúng xuống đó. Dạ. Thầy nói ủa nếu mà nó lăn nữa không biết làm sao, lỡ nó lăn xuống dưới nhà dân không biết làm sao. Dạ. Không biết chuyện gì xảy ra. Nếu mà hòn đá đó lăn có thể nó lăn theo cái đường lộ đó phải không nè? Nó lăn là nó lăn ngang cái đường lộ. Dạ, ngang đường lộ là nó phải ngang đường lộ luôn, có khi là nếu mà
chứ mà nó đụng cái vách đá nào thì nó sẽ dội ra lăn nữa. Dạ, chứ không nào mà nó lún lại vậy đâu. Tại cái cả trăm tấn cái hòn đá nó lớn quá. Dạ. Thì nó có cái chữ là của người dân ở đây á, là nghe nói là cái hòn đá này cũng là rất là kỳ bí, là cũng có nhiều điều tâm linh gì đó, nên là nhà nước mình là cũng hai lần là đến để nhờ cái thợ để dời cái hòn đá này đi, nhưng mà hai lần đều không được, nên là nhà nước mình đành phải mà mở một con đường khác tạm. Đây thấy không các bạn, nè kế bên nè đó, đáng ra là một cái con đường bên đó đó, thấy không, nó vòng lên đặng nó lên trên cái khu trên kia, thấy chưa đó. Nhưng mà bây giờ di dời không được, nên bắt buộc phải bây giờ mình phải làm một cái con đường nó quanh đây đó, giờ mình phải bắt buộc phải chạy lên trên kia đó. Có một cái chữ là xin đừng phá tôi nha đó, và cảm ơn. Đây là cũng có một cái nơi để thờ nha các bạn, thờ cái hòn đá này, tại vì hòn đá này cũng có nhiều cái điều linh thiêng nào đó. Thì mình cũng muốn leo lên cái trên đó đó, để có thể là khám phá và ở trên nó như thế nào, nhưng mà thật đáng tiếc là không có đường lên được. Thì các bạn cũng thông cảm nha. Đây, các bạn thấy không? Thì mình đến thì anh em mình cũng có, anh Nguyễn thì cũng có xin phép để mình sẽ quay cái hòn đá này. Dạ. Dạ. Chú cho con hỏi là cái hòn đá này là mình bao nhiêu năm mà chú? Cái này 2 năm à. Nó lở chỗ đó đấy. Dạ. Lở xuống đây. À. Dạ. Nó lở từ đâu chú? Đó, chỗ đó mưa. Dạ. Lở đây. Dạ. Nó lăn xuống ban ngày ban đêm chú. Ngày ban đêm. Ban đêm hả? Dạ, giờ chú nhà chú trên kia luôn hay sao chú? Có nhà chú ở chợ. Dạ. Chú đi thí dụ. Dạ. Con nghe nói cái điều tâm linh gì ở đây không chú? Thấy thì sau khi đá này rơi xuống thì người ta lên người ta coi dữ lắm. Dạ. Rồi nhà nước định là phá con đá này. Dạ. Đặng có cái đợt mở cái đường. Dạ, cái đường xe chạy lên đó ha. Dạ. Nhưng mà sao mà đùng qua đổ lại cuối cùng không ai dám làm. Dạ. Rồi bắt đầu mới mở bên đây. Dạ. Và thấy người ta đặt cái bàn thờ này nó cúng. Dạ. Đây thì nó bị cái góc cua quá. Không lên được. Không lên được. Dạ. Dạ. Như con cũng có nghe nói là cái chỗ này nè, cái hòn đá này nè chú, là nhà nước là cũng như là kêu thợ đến là di dời nó hai lần, nhưng mà không có di dời được. Ngã giá rồi đó. Dạ. Cái đó là tiền cọc rồi đó. Là, cái đó là do cái không biết, chắc ông tâm linh đó. Cái đó không gì, cho phép. Dạ, cái điều gì đó tâm linh là không cho phép, chứ không phải là thợ ngày mai là ví dụ bữa nay đưa tiền rồi ngày mai là lợi cái khởi công. Dạ. Mà làm được. Tức là đổi ý. Cũng là thợ đổi ý ha chú? Không, như chủ ha. Nhà nước đã đổi ý. Nhà nước đổi ý. Thôi, không có làm. Dạ. Nên là bây giờ mình phải mở một cái con đường này là đi tạm ha. Còn cái chỗ bàn thờ này nè chú, là cái này là người dân ở cái nơi này người ta đặt thờ hay sao? Người dân đặt thờ. Dạ. Cái này tâm linh rất là dạ. Còn cái chữ, con thấy cái chữ mà xin đừng phá tôi là cái này là dân nha. Dân họ lên. Họ thấy lạ lạ gì thôi để tức là thấy cái người dân là mình ở đây là mình tự mình ghi đó ha. Dạ. Chú thường chú có lên cái nơi này không? Còn, lên đi đi, đi tập thể dục á. Dạ, từ ở dưới là chú đi lên tới đỉnh luôn hay sao? Tới đỉnh luôn. Cái đao á. Dạ, tới chỗ cây đao luôn ha. Dạ. Thầy cho chú thấy trong đầu mình cái suy nghĩ là cái điều linh thiêng lạ. Nó lạ chứ? Rất là lạ. Thấy nó lạ, nó ngộ nghĩnh cái là khi mà xảy ra chuyện rồi thì người ta đến rất là nhiều. Dạ. Rất là nhiều người bàn, rất là nhiều các ngành định phá mà phá không được. Dạ. Nó ngộ nghĩnh vậy. Phá được. Con thấy là nó cũng như cái hình tròn, nếu mà muốn lăn ban đêm xuống những cái cung cao vậy thì chuyện gì xảy ra chứ? Cha nó phá gì chứ mà. Dạ. Nó còn kiểu này. Dạ. Cái này mà nó cũng lăn coi chừng rồi lăn xuống khu dân cư đó chú. Cái này cỡ vài trăm tấn, nó khoảng 260 mấy tấn. Dạ, nếu đo ước lượng ha. Dạ. Như là nhà nước mình có đo cái chu vi ước lượng đấy ha. Còn cái ngày là nó càng ngày nó càng lún đúng không? Đúng rồi, bắt đầu mới thể dục thảy đá vô cái lún xuống đè đó.
Tức là cái nơi này là có khả năng là cứ khi nào mà nó lúng quá rồi nó bị chùi không chú? Không biết sao có chân không biết. Mà thấy lúng. À. Mà chắn ngay giữa lộ mà hai lần là nhà nước lấy lên không được nè. Do đó là ngay cái lộ luôn. Thì nhà nước mới làm cái đường lộ và phét sâu trong đây, làm từ miếng này đi lên. Đó, xin đừng phá tôi cảm ơn. Thì rất là kỳ bí. Ở phía trên đó lăn xuống đây và tại sao lại lúng ngay chăng chỗ này? Có cái độ lúng xuống và tại sao không lăn đi tiếp mà lại lúng xuống? Và dường như mấy tháng trước thì Cao Hớn mình có đi lên đây và thấy cái độ lúng này rất là thấp. Mà hôm nay thì lại nhìn thấy cái độ lúng này càng ngày càng sâu xuống. Cái hòn đá này có độ lúng đất này càng ngày càng sâu xuống. Đây là có chữ là xin đừng phá tôi nè nghe các bạn. Cảm ơn nè. Cái hòn đá này là nó từ ở trên kia đó các bạn. Là nó lăn xuống nhưng mà nó tới cái vị trí này nè. Là nó dừng lại là nó nằm ở đây. Đây là nó có những cái vết nứt nè nghe các bạn. Đây, vết nứt rất là kỳ bí nha. Đó. Ở trên nè, miệng ở trên đó đó là cái hòn đá nó lăn xuống nhưng mà chỉ tới cái đường của nhà nước mở nè. Đó. À, chính đường của nhà nước mở nhưng mà không có mình không có di dời đi được tại vì nó quá lớn. Với nhà nước mình thì cũng hai lần là mướn những cái thợ đến đây để di dời cái hòn đá này nè. Thấy không các bạn? Hòn đá này rất là to, hòn đá này thì em nghĩ là khoảng vài trăm tấn nè. Đây là các bạn thấy không, xe chạy là cái đường nó đáng ra nó phải lên qua đây nè, nhưng mà giờ nó chạy nó phải xéo lên đây đó, thấy không đó, đây là lên đỉnh lên trên nha. Cái này là khu du lịch thì cỡ này cũng gần mùa hè rồi nên là mọi người là các em học sinh là đến chơi rất là nhiều nha. Đây là cái hòn đá này là khoảng ít nhất là cũng khoảng từ 300-400 tấn nha các bạn. Thì nhà nước mình là cũng hai lần là mướn thợ di dời nhưng mà di dời không được. Nên là nhà nước mình bắt buộc là phải đổi cái địa điểm là để cái làm cái đường xéo lên đây nè để cho đi. Đây là thấy không quý vị? Thôi thì chuyển mưa quá rồi mà các bạn ơi. Thì hôm nay thì Quang Phạm sẽ xin kết thúc cái video tại đây về cái hòn đá linh thiêng này. Thì các bạn có thể đăng ký kênh và xem nhiều cái video về cái núi Ba Thê này. Thì mình đăng cũng rất là nhiều video nha các bạn. Thì các bạn thấy không? Trời âm u, chuyển mưa thì quá rồi. Nên là mình phải tạm thời kết thúc cái video tại đây. Thì kính chúc cô chú anh chị và các bạn luôn nhiều niềm vui và luôn đồng hành cùng Quang Phạm.